cho vơi đi những nhung hình, nói cho quên đi kẻ tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt khô cạn khi xa đời, thương cho đàn em chiều người quen có mấy người thân khi lìa trần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trò chơi thứ ba của đêm nay. Đây là một cái trò mà đòi hỏi các bạn phải hiểu ý người đội trưởng của mình nè, rồi phải có một cái trí nhớ thật là tốt. Trò chơi này có tên Tam Sao Nhất Bản. Vì sao Tam Sao Nhất Bản? Là bởi vì chúng ta sẽ phải nghe rất là nhiều những cái từ. Mỗi một người sẽ phải lặp lại một cái từ nào đó từ người đội trưởng gợi ý. Nhưng mà rồi sau đó các bạn phải lặp lại từ thứ hai, lặp lại từ thứ ba thành một chuỗi liên tục với nhau. Cụ thể như sau: người đội trưởng sẽ đứng ở dưới, ba thành viên còn lại lên trên đây đứng hàng ngang. Người đội trưởng nhìn lên trên màn hình diễn tả cái từ cho người thứ nhất đoán. Người thứ nhất đoán đúng, qua. Diễn tả từ thứ hai cho người thứ hai đoán. Người thứ hai đoán đúng phải lặp lại cả cái từ của người thứ nhất. Người thứ ba cũng vậy, đoán đúng được cái từ của người đội trưởng gợi ý xong phải lặp lại từ của người thứ nhất, từ của người thứ hai và từ của người thứ ba. Cứ một lần mà các bạn lặp lại đúng như vậy thì các bạn sẽ mang về cho đội của mình được 2 điểm. Hơi khó một tí nha, đòi hỏi các bạn cần phải tập trung. Hiện nay thì đội của anh Tuấn đang có điểm số thấp hơn, cho nên các bạn phải thi trước cho đội thắng rút kinh nghiệm và thắng tiếp. Mời anh Đức, Diệu Nhi, Tấn Phát. Anh chủ nhà, anh muốn làm gì làm luôn á. Chủ nhà muốn dập đội mình quá. Rồi, đứng đây nha, đứng hàng ngang. Ai đứng vị trí số 1 nè? Nhi đi. Trời ơi, nhớ dữ lắm á, cái này nhớ dữ lắm á. Em là cái người nhớ từ đầu tiên đó em, dữ lắm nha. Ráng lên, ok. Đó, ở đội của mình thì các từ bắt đầu bằng chữ T. Chú ý, thời gian bắt đầu. Đại từ nhân Sơn. À, Sơn Anh đó hả? Tôi. Chính xác. Buổi tối đi làm về phải? À, tắm, tôi tắm. Bây giờ sáng trải nghiệm chứ sáng. À, là đêm. Một từ khác. Tối, tối. Tôi tắm tối. Cái này. Kim. Lập. Tôi tắm tối tim. Cái con mà nó có cái sừng cái đầu tiên. Tê. Tôi tắm tối tim tê. Bò, ăn phở bò. Tái. Tôi tắm tối tim tê tái. Cái này. Tắm. Nè, tôi tắm tối tim tê tái. À, tóc. Muối với lại tiêu. Rồi, tôi tắm tối tim tê tái tóc tiêu. Ủa gì hay vậy? Nước đá để lâu thì nó sẽ bị tan. Tôi tắm tối tim tê tái tóc tiêu tan. Trời ơi, mừng quá. Cái này đó là cái này. Hết giờ. Lo ngồi nhận chưa? Hay. Trời ơi, hay quá. Nhi ơi, anh bất ngờ về em đó Nhi. Nào giờ anh cứ tưởng em có cái khiếm khuyết về trí nhớ không đó. Đó, đang nhậm. Trời ơi, hay quá rồi. Mời các em về chỗ để mình coi mình lặp lại được bao nhiêu lần nha. Các em đã lặp lại được 9 lần với những cái từ đúng, mang về 18 điểm. Áp lực cho đội của Trâm đây. Mời sang Puka, Dương Lâm. Có lên rồi chưa?
lên đây gái, nhanh nhẹn em ơi. Đứng đây luôn Trâm. Em khoái anh hay gì vậy? Khoái từ lúc đầu. Ờ. Chuẩn bị. Bên nhà của mình thì tất cả các từ bắt đầu bằng chữ M. Chữ M nha. 90 giây bắt đầu. Đào. Đào là tới mộ. Không nè. Hoa đào. Mai. Mai đúng không? Cho em xin tiền. Em xin tiền. 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 Đưa em tiền. Đưa em tiền mai em trả. Đưa em tiền mai em trả. Mai trả. Mai trả. Em đang làm cái gì chị đó. Đưa cho em tiền. Chữ M. Chữ M. Đồng nghĩa với vay. Chữ M. Đồng nghĩa với vay. Đồng nghĩa với vay. Mượn. Mượn. Nãy gì quên rồi ra. Mai mượn. Mai mượn. Ngủ thấy cái gì. Ngủ thấy cái gì. Nằm gì. Nằm gì. Ừ. Mơ. Ờ. Nói. Nói đi. Nói đi. Lặp lại bác sang. Mai mượn. Mơ. Ờ. 2, 3. 2, 3. 4. Số 4. Số đầu tiên. Số đầu tiên. 1. Đúng rồi. Đúng rồi. Động đi. Động đi. Mai mượn mơ. Mật. Mai. Đúng rồi. Mai. Cố đi. Mai mượn. Nguyên. Mơ 1. Rồi nè Nguyên một cái gì đó. Đừng ngủ quả. Mâm. Đúng rồi. Mai mượn mơ 1 mâm. À. Cái gì. Cái hộp gì mà mình luộc lên. Ăn ăn cái trái đó xong rồi luộc cái hộp ăn lên. Ăn mít mít đúng rồi. Mai mượn mơ 1 mâm mít. À. 3. Cái người mà lấy 3 con đúng rồi. Mai mượn mơ 1 mâm mít. Mẹ. Chửi, chửi, chửi là cái gì chị? Đồng nghĩa với chửi. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Mắng, 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 mắng. Chửi, đánh người ta đánh vé xe luôn. À, bên đây là vay mà đội trưởng không biết. Đậu con trai gì có bao giờ em đi vay tiền đâu. Bên đây đội trưởng nó hiền, nó diễn tả hơi rụt rè chút xíu. Rối rít quanh bù cà muốn nám phổi luôn à. Tự nhiên đổ lỗi cho em hết rồi. Bên đây mình lặp lại được 7 lần, mang về cho nhà mình 14 điểm. Như vậy là sau khi kết thúc trò chơi thứ 3, điểm số của các gia đình như sau. Gia đình của anh Tuấn được 29 điểm. Gia đình của Ngọc Trâm 27 điểm. Anh ngộ nha. Hồi nãy bên mình gác trước 2 điểm, giờ ngược lại bên đây gác trước bên mình lại 2 điểm. Chỉ có 2 điểm thôi là chuyện nhỏ. Bây giờ mình đến với trò thứ tư đây. Trò này điểm số rất là cao. Trò chơi thứ tư của Đêm Tiệc Cùng Sao.